Xin chào tất cả các quý vị khán giả ngày hôm nay đang theo dõi chương trình Cất Cánh. Tôi là nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc Khắc Hưng. Và tôi là cha đẻ của ca khúc NCOV mà mọi người đang chú ý trong những ngày gần đây, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới nữa. Ngày hôm qua thì tôi vừa đáp máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Và tôi mặc một bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, đeo kính bảo hộ, đeo găng tay cao su, rồi là đeo khẩu trang nữa. Nói chung là để mọi thứ an toàn nhất có thể. Và tôi nghĩ không chỉ riêng mình tôi, mà tất cả mọi người hiện tại bây giờ đang có một cái tâm lý chung như vậy. Đó là bảo vệ mình trước tất cả những hiểm nguy mà dịch bệnh Covid đang gây ra. Để thú thực mà nói thì tôi chưa bao giờ dành một cái sự quan tâm nó đúng mực đến tất cả các vấn đề xã hội trước đây. Ở cái độ tuổi của tôi thì là tôi sẽ quan tâm hơn đến những cái vấn đề như là sự nghiệp, gia đình, tình yêu, hay là đơn giản là hôm nay ăn gì, ngày mai mặc gì cho nó đẹp, đi du lịch ở đâu cho vui. Và cuộc sống nó vẫn cứ vận hành một cách bình thường như thế, cho đến khi mà Covid-19 xuất hiện và tất cả mọi thứ đảo lộn hoàn toàn luôn. Tất cả mọi thông tin rồi phương tiện truyền thông và bạn bè người thân tôi chỉ có một chủ đề chung, đấy là Covid-19. Đến cả cái bắt tay cũng chả dám bắt tay nhau nữa. Và tôi thực sự rất là hoang mang, lo lắng và không biết cách làm thế nào để bản thân cảm thấy an toàn nhất có thể và để trấn tĩnh lại một cách bình tĩnh nhất. Tôi cũng đọc tin, xem những cái thông tin trên mạng, xem TV thì là thấy được những hình ảnh những y bác sĩ, những người tuyến đầu đang ngày đêm đấu tranh để chống chọi lại cái căn bệnh Covid-19 này. Thì bản thân tôi là một nhạc sĩ, tôi không biết phải làm cách nào để có thể cống hiến một cái phần sức lực của mình vào trong cái quá trình này. Thì cuộc sống tôi nghĩ là lại luôn luôn có đầy những cái bất ngờ, khi mà có một hôm Viện Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp cùng với lại Bộ Y tế là gọi điện cho tôi, là ngỏ ý cái lời mời là sáng tác một ca khúc dành cho cái dịch bệnh này, và tôi đồng ý ngay lập tức. Đấy thật sự là một cơ hội, một cái vinh dự dành cho một người như tôi, một người trẻ như tôi. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ toàn tâm toàn ý để cống hiến cái bài hát này một cách hoàn hảo nhất có thể. Lúc đầu thì viện cũng ngỏ lời mong muốn một sáng tác mới, nhờ bởi vì tôi cũng tư vấn lại là thời gian có hạn, khi mà một cái sáng tác nó thường rất là quá trình sản xuất nó phải rất là lâu, thế cho nên là cái bài Ghen là bài tôi đã gợi ý cho viện và viết lại cái phần lời cho bài hát đó. Vì sao tôi lại chọn bài Ghen? Bởi vì bản thân ca khúc đã rất là đón nhận từ cách đây vài năm trước, và tôi tin rằng khi mà giữa một cái dịch bệnh, mọi thứ đang rất là căng thẳng và những cái thông tin nó đang trở nên hỗn loạn, thì cái bài Ghen nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy tự tin hơn, lạc quan hơn. Những cái thông điệp mà tôi truyền vào, hay là kể cả vũ đạo của anh Quang Đăng, thì nó khiến cho mọi người biết cách bảo vệ mình một cách nó dễ hiểu nhất, nhưng mà cũng vô cùng đơn giản và vô cùng mạnh mẽ. Và bài hát đã được đón nhận nồng nhiệt không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới nữa. Và đối với bản thân tôi thì đấy thực sự là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là trước đây mình chưa bao giờ mình tưởng tượng ra được cái thành công này. Bởi vì nó không chỉ đơn giản là tôi hoàn thành công việc của mình nữa, không chỉ đơn giản là tôi đang làm những cái công việc thường ngày trong cái sự nghiệp âm nhạc của tôi, mà hoàn toàn tôi đang đóng góp một cái phần sức lực của mình vào dành cho cộng đồng, dành cho xã hội, và nó thiêng liêng, nó cao cả như thế. Và mình cũng đang làm những công việc như những người kia, cũng góp được một phần tiếng nói nhỏ bé của mình vào. Cái quá trình mà thực hiện bài hát này, từ cái lúc mà tôi nhận lời cho đến lúc mà phát hành bài hát chỉ diễn ra trong vòng 12 ngày thôi, rất nhanh chóng. Nhưng mà trong vòng 12 ngày đấy, tôi tưởng tượng mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều, và đã cảm nhận được một cái gì đó thay đổi trong cuộc sống của mình, cũng như trong cách nhìn của mình về xã hội, về cộng đồng. Đối với những người trẻ như tôi thì tôi thấy có rất nhiều người tài năng, có rất nhiều người đang cống hiến chất xám, cống hiến thanh xuân của mình, cống hiến lòng nhiệt huyết của mình vào để cho xã hội. Nhất là với những anh em nghệ sĩ của tôi rất là tự hào khi gần đây không chỉ là đóng góp về mặt tinh thần mà họ còn đóng góp về cả mặt vật chất và những cái rất là thiết thực cho xã hội nữa. Có thể kể tên một số nghệ sĩ như là ca sĩ Hồ Hà, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Tóc Tiên, Chi Pu, rồi rất nhiều anh em bạn bè nghệ sĩ nữa. Họ có những đóng góp rất là to lớn, và đó là điều khiến cho tôi tự hào. Bởi vì là nghệ sĩ luôn luôn là những con người mà là nói lên những cái tiếng nói của công chúng. Và tôi
mong muốn là mọi người trong cái thời điểm này thì chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hãy cùng nhau chung tay, cùng nhau bình tĩnh để giúp cho cái dịch bệnh này nhanh qua đi và nâng cao cái ý thức cộng đồng hơn. Và tôi hy vọng với bản thân những người trẻ như tôi, những người nghệ sĩ trẻ như tôi sẽ được những người đàn anh, những người cha chú đi trước tin tưởng và tạo điều kiện để cho chúng tôi tiếp tục cống hiến thanh xuân của mình, cống hiến tất cả lòng nhiệt huyết, cống hiến tất cả những cái chất sáng của chúng tôi để dành cho không chỉ đợt dịch này mà dành cho cả tương lai của đất nước và tất cả những cái gì mà chúng tôi mong muốn đấy. Tôi chỉ muốn nhận lại một điều, đó là một cái bộ quay ấm áp đến người đi trước và nói với chúng tôi rằng làm tốt lắm các bạn trẻ.